chào các bạn đã quay trở lại với kênh bên tay Củ Chi. Thì hôm nay clip thứ hai mình sẽ đăng tiếp tục là con Mixer Tiến Đạt. Mixer Tiến Đạt hàng công ty xưa nha. Con này là sản xuất vào đầu năm 2000 nha các bạn. Tuổi đời cũng 20 năm rồi đấy. Con này được trang bị con chip Echo là M50195, còn rất là đẹp. Echo xịn đẹp. Thì cái đầu mixer này chúng ta có thể ghép vào âm ly cục đẩy hoặc âm ly nội địa hoặc sub vi tính gì các bạn nghe nhạc hoặc các bạn karaoke, chắc âm nghe cũng rất là tốt. Cái đầu này là hộp dạng đầu mixer cổ của Tiến Đạt, ngoại hình còn đẹp nha các bạn. Đó, thì mình đang ghép với một con âm ly Paramax hồi nãy mới đăng nè. Là mình tách toàn bộ phần rề của Paramax ra, mình rút đầu chế u ra, mình lấy đường in vào công suất của cái con này ha. Thì bây giờ tương tự là chúng ta sử dụng phần công suất của âm ly này và phần rề của cái máy mixer, chúng ta điều khiển tín hiệu lớn nhỏ và cái phần nghe cho karaoke luôn. Hoặc chúng ta có thể ghép đấu vào đường AB để chúng ta điều khiển toàn bộ dàn này nữa nha các bạn. Thì do chúng ta tùy ý mà chỉnh thôi. Thì bây giờ mình sẽ test con máy này cho các bạn nghe kỹ, nghe nhạc và karaoke nha. Con mixer Tiến Đạt đàng hoàng nha các bạn. Đây mixer nè, dàn nốt ấp phê là ngọt ngào. Đó, nốt bay hết các bạn. Nhắn vô phê lên đàng hoàng. Còn đây là công tắc AB. AB tín hiệu rồi giờ. Rồi bây giờ mình sẽ test mic 1, mic 2 và echo của em nó. Đây. Thì cái này là bo music là chúng ta chỉnh độc lập riêng biệt với phần echo nha. Làm nó không có master. Nó làm riêng biệt master music và echo. Mid là riêng chứ nó không phải qua thêm một cái bo chủ nữa, nó làm độc lập các bạn. Tiếng cũng rất là nhẹ nha. Đó, mình đang test rồi các bạn. Cắm ở mid 2 và chúng ta dặn tín hiệu của von mid cơ. Alo, 1, 2, 3, 4. Cái bo echo nằm ở đây ha. Ướp echo thử cái. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2. Còn hát tốt nha các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ test mic 1. Đó, rồi chúng ta mua về thì muốn ghép vào để sử dụng karaoke thay thế. Thay thế cho cái dàn rề, nếu mà âm ly chúng ta xài lâu năm dàn rề bị lỗi thì chúng ta có thể mua đầu này chúng ta ghép phụ vào. Thì chúng ta căn chỉnh nhạc và echo mid á các bạn, chúng ta hát vẫn được. Đó là không sử dụng phần này. Còn nếu chúng ta ghép chầm vào thì chúng ta vẫn điều khiển được phần music và master của Omly. Thì cái này là các bạn về tự sử dụng thì tùy ý các bạn ghép đó ghép. Con này chúng ta có thể ghép qua một cái con vang cái con lược á các bạn, lược lọc âm thanh, lọc cái cần gạt á. Nó chung là nó có hai đầu, một đầu mixer và một đầu lược nữa. Thì bây giờ mình chỉ có một cái đầu này thì mình thanh lý các bạn. Bán chỉ 500 ngàn thôi nha. Đó, đầu còn đẹp. Bác nào xem qua ưng ý và đang tìm cần sở hữu em mixer Tiến Đạt thì cứ liên hệ mình. Con này là hàng chính hãng xưa nha. Đây còn echo nữa đây các bạn.
Rất là hết sưu tầm. Đây, hàng 50195 nha. Đó. Chiếc xưa xịn còn mới xanh. Hãy ghép vào nghe nhạc karaoke. Chúng ta muốn hay nữa thì qua cái đầu lượt lọc âm. Ở đây có ghi ngày sản xuất. Đây, năm 2001 nha các bạn. 19 tháng 9 năm 2001. Ở đằng sau máy này ha. Rồi thì mình cố gắng mình quay toàn bộ con máy cho các bạn xem. Máy là trang bị một bo echo, hai bo mid và một bo music, không có bo chủ ha. Chúng ta chỉnh độc lập phần nhạc và phần karaoke riêng biệt. Đầu này hình thức còn đẹp, thanh lý là 500.000. Giá 500.000 là bao luôn cả cái chip. Rồi bác nào xem bao lý thì cứ liên hệ để đặt nha. Mua hàng cọc trước 100.000. Cọc trước rồi mình mới đóng, bây giờ gửi cho các bác. Mixer tiếng đẹp. Rồi video quay tới đây kết thúc chân thành. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy ưng nhãn thì cứ liên hệ để đặt hàng. Mình sẽ cố gắng săn tìm những đầu âm ly thuộc dạng âm ly xưa cổ và độc lạ, đặc biệt là ruột gan phải chất lượng để đáp ứng cho các bạn nha. Đó. Để mình lấy cái nắp máy ra. Đây, nắp máy của đầu mixer này các bạn. Nắp máy. Nắp máy cũng còn ngon ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.